Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em một bài học mới trong chương trình Hình học lớp 9 ở học kỳ 2. Bài học chúng ta có nội dung là bài số 6, cung chứa góc. Để học được kiến thức của bài này, chúng ta sẽ làm bài tập sau đây. Cho hình vẽ như trên màn hình. Câu hỏi thứ nhất, nhận xét các góc AMB, góc AM'B và góc AM2'B. Quan sát trên hình vẽ, chúng ta thấy đây là các góc gì khi ghép vào đường tròn nè. Thì chúng ta đã học rồi, đây là các góc nội tiếp đường tròn. Và quan sát các góc nội tiếp này có đặc điểm gì? Chúng ta thấy các góc nội tiếp này có đặc điểm là cùng chẵn cùng AB. Vậy theo một hệ quả chúng ta đã học trong bài góc nội tiếp, thì khi các góc nội tiếp cùng chẵn một cung thì chúng sẽ như thế nào với nhau? Thì chúng sẽ bằng nhau. Vậy giờ đó chúng ta dễ dàng thực hiện câu A. Chúng ta có các góc AMB, AM'B và AM2'B cùng chẵn cùng AB. Do đó ba góc nội tiếp này bằng nhau. Rồi, quá dễ dàng. Bây giờ chúng ta qua câu thứ hai. Thì cũng là cái hình vẽ đó, nhưng mà bây giờ thầy lấy điểm N nằm trên cùng một nửa mặt phẳng với điểm M. Có bờ là đường thẳng chứa dây AB và điểm N này cái đặc điểm là nó nằm trong đường tròn Nam-O. Rồi chúng ta có câu hỏi sau đây. Rồi bây giờ cho góc AMB là 55 độ. Hãy chứng minh góc ANB lớn hơn 55 độ. Rồi thì góc AMB chúng ta biết nó là góc nội tiếp rồi phải không nè. Rồi bây giờ còn góc ANB là góc gì nè? Dễ dàng nhận thấy đó là góc có đỉnh ở trong đường tròn. Đúng không nào? Mà chúng ta đã học rồi, góc có đỉnh ở trong đường tròn thì nó sẽ chắn bao nhiêu cung? Nó sẽ chắn 2 cung. Một cung nằm trong nó và một cung nằm trong góc đối đỉnh với nó. Đúng không nào? Và từ đó chúng ta áp dụng góc có đỉnh ở trong đường tròn. Có tính chất là nó sẽ bằng nửa tổng số đo 2 cung bị chắn. Vậy ở đây góc ANB của mình nó sẽ bằng một nửa tổng số đo của 2 cung là cung AB và cung CD. Đúng nè. Rồi, vậy từ đó chúng ta áp dụng kiến thức về toán đại số, chúng ta chia làm là một nửa số đo cung AB cộng với một nửa số đo cung CD. Mà một nửa số đo cung AB thì nó lại liên quan tới góc nội tiếp AMB. Nó chính là góc nội tiếp AMB. Vậy từ đó chúng ta biến đổi thành là góc AMB cộng với một nửa số đo của cung CD. Không nè, mà góc AMB theo đề bài cho là 55 độ. Vậy 55 độ cộng với một nửa số đo cung CD nữa dĩ nhiên lớn hơn 55 độ. Vậy từ đó chúng ta dễ dàng kết luận góc ANB lớn hơn 55 độ. Rồi, bây giờ chúng ta qua một trường hợp khác. Chúng ta lấy điểm N' cũng nằm trên cùng một nửa mặt phẳng. Có bờ là đường thẳng chứa dây AB và có chứa điểm M. Nhưng mà đặc điểm của điểm N' này là sao? Nó nằm ngoài đường tròn Nam-O. Vậy chúng ta có câu hỏi. Vậy hãy chứng minh góc AN'B nhỏ hơn 55 độ. Rồi, quan sát trên hình vẽ thì chúng ta dễ nhận ra đây là góc có đỉnh ở ngoài đường tròn. Đúng không nào? Mà góc có đỉnh ngoài đường tròn thì chúng ta đã học rồi, nó sẽ chắn 2 cung nằm trong nó. Đó là cung AB và cung AF. Vậy theo tính chất của góc có đỉnh ở ngoài đường tròn, chúng ta sẽ có góc AN'B sẽ bằng một nửa hiệu số đo của hai cung AB và AF. Và từ đó chúng ta tách thành là một nửa số đo cung AB trừ cho một nửa số đo cung AF. Mà một nửa số đo cung AB chính là góc nội tiếp AMB. Đúng không nè? Vậy là chúng ta sẽ có góc AMB trừ cho 1/2 của số đo cung AF. Mà số đo của cung AMB chính là 55 độ. Mà 55 độ trừ cho một nửa số đo cung AF thì nó sẽ nhỏ hơn 55 độ. Vậy từ đó chúng ta dễ dàng chứng minh được là góc AN'B nhỏ hơn 55 độ. Rồi, vậy là qua bài tập này chúng ta thấy một điều sau đây. Khi góc AMB bằng 55 độ thì lúc đó mình sẽ nói điểm M nhìn đoạn AB với góc 55 độ. Chúng ta làm quen với cách nói này ha. Rồi, cái cung AMB nó chứa những điểm M nhìn đoạn AB với góc 55 độ. Đúng nè, thì chúng ta lấy tất cả những điểm M này nằm trên cung AB này, theo bài này chúng ta chứng minh được là nó luôn luôn bằng với cái góc AMB có sẵn đúng không nè, là bằng 55 độ. Thì lúc đó người ta gọi cái cung AMB này, cái cung mà thầy cho in đậm lên nè, là cung chứa góc 55 độ dựng trên đoạn AB. Đây, chúng ta đưa đến hai cái khái niệm đó ha. Đây, bây giờ dựa vào bài tập đó chúng ta đưa đến điều sau đây. Rồi, bây giờ thầy lấy cho trường hợp đóng ván là cái góc AB bây giờ thầy lấy là alpha. Với alpha lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 180 độ. Thì theo bài tập hồi nãy chúng ta đã chứng minh được là nếu chúng ta lấy điểm M phẩy, điểm M2 phẩy nằm trên cung AB này thì chúng ta chứng minh được là góc AM2 phẩy B, góc AM phẩy B luôn bằng với góc AMB. Vậy từ đó dẫn đến là nếu M thuộc cung AMB, cái cung màu xanh đậm này đây, thì góc AMB luôn luôn có số đo là alpha. Không nào? Rồi bây giờ trong trường hợp cái điểm M này bây giờ nó chạy vào trong, điểm M nó chạy vào trong thành điểm N. Thì như hồi nãy chúng ta đã chứng minh rồi, góc ANB này nó sẽ lớn hơn alpha. Không nào? Vậy từ đó chúng ta có trường hợp là nếu M nằm trong đường tròn tâm O, nếu M nằm trong đường tròn tâm O thì chúng ta dẫn đến điều gì? Góc AMB luôn luôn lớn hơn alpha. Rồi bây giờ trong trường hợp điểm M này nó chạy ra ngoài đường tròn tâm O, đúng chưa? Thì hồi nãy chúng ta là chứng minh được là góc AN phẩy B nhỏ hơn alpha, không nè? Vậy từ đó chúng ta đến trường hợp thứ ba. Vậy nếu M nằm ngoài đường tròn tâm O thì góc AMB của mình sẽ nhỏ hơn alpha. Vậy từ ba điều này chúng ta dẫn đến một cái nhận xét như sau đây. Rồi, vậy điểm M thuộc cung AMB khi và chỉ khi số đo của góc AMB bằng alpha. Rồi bây giờ nếu mình xét nửa mặt phẳng đối có bờ là AB, rồi chẳng hạn như trên hình vẽ ha, thì lúc đó mình cũng gọi cái cung AM1'B này cũng là cung chứa góc alpha dựng trên đoạn AB luôn. Đây, nắm được chưa? Rồi vậy từ đó chúng ta đưa đến định lý như sau. Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn AB cố định với một góc alpha không đổi, alpha lớn hơn 0 và nhỏ hơn 180 độ là hai cung chứa góc alpha. Đây, cái cung màu xanh đậm này và cung màu xanh đậm dưới này là hai cung chứa góc alpha dựng trên đoạn AB, và hai cung này có đặc điểm là gì? Đối xứng nhau qua AB. Thầy nhắc là định lý. Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn AB cố định với góc alpha không đổi, alpha lớn hơn 0 và nhỏ hơn 180 độ là hai cung chứa góc alpha dựng trên đoạn AB, và hai cái cung chứa góc này nó sẽ đối xứng với nhau qua AB. Rồi, đó là nội dung định lý của bài cung chứa góc. Rồi, giờ chúng ta có các chú ý sau đây. Chú ý thứ nhất, bây giờ trong trường hợp nếu alpha là 90 độ thì mỗi cung như vậy phải là một nửa đường tròn, không nè? Mà nếu hai như vậy là hai nửa đường tròn, sẽ ghép lại thành là một đường tròn. Vậy từ đó chúng ta có trường hợp thứ nhất. Nếu góc alpha bằng 90 độ thì quỹ tích các điểm M sẽ là đường tròn đường kính AB. Rồi, qua trường hợp thứ hai. Rồi, nếu cung AMB là cung chứa góc alpha dựng trên đoạn AB thì cung ANB, cái cung màu đỏ đó, sẽ là cung chứa góc 180 độ trừ alpha dựng trên đoạn AB. Nhiều bạn hỏi tại sao như vậy? Bây giờ thầy sẽ chứng minh điều đó ha. Rồi bây giờ thầy sẽ lấy một điểm T nằm trên cung ANB. Thì lúc đó chúng ta có T là góc nội tiếp, đúng không nè? Và góc nội tiếp này nó chắn cung. Chắn cung nào? Chắn cung AMB màu xanh đậm nữa đó. Thì lúc đó theo kiến thức về góc nội tiếp là chúng ta sẽ có góc ATB này nó sẽ bằng một nửa số đo cung AMB. Không nè? Theo kiến thức chúng ta đã học về góc nội tiếp, bằng một nửa số đo cung AMB. Rồi mà số đo cung AMB chúng ta có thể tính bằng cách nào? Chúng ta lấy 360 độ trừ cho số đo của cung ANB, đúng không? Theo kiến thức về cung mà chúng ta đã học ở cái bài đầu tiên, đúng không nè? Chia 2 cũng là chia 2 luôn. Được chưa? 360 độ trừ số đo cung ANB này là từ số đo cung ANB ra. Rồi từ đó chúng ta thực hiện phân đóng chia. Rồi 360 độ chia 2 là 180 độ, đúng không nè? Rồi số đo cung ANB chia 2, rồi số đo cung ANB chia 2. Đúng không? Mà số đo cung ANB chia 2 tính là số đo của góc AMB. Vậy là bằng 180 độ trừ cho góc AMB. Đúng chưa? Mà điểm M này nằm trên cung chứa góc alpha, vậy là góc AMB này sẽ bằng alpha. Vậy từ đó chúng ta dễ dàng đưa đến là nó bằng 180 độ trừ alpha. Được chưa? Rồi góc ATB là góc 180 độ cho alpha mà điểm T nằm trên cung ANB, vậy tuyến đỏ là cái cung ANB là cung chứa góc 180 độ trừ alpha. Rồi, đó là một điều chúng ta đã chứng minh được ha. Vậy là thầy nhắc lại, nếu cung AMB là cung chứa góc alpha, cung AMB là cung màu xanh lá cây đậm này nè, là cung chứa góc alpha, thì lúc đó cái cung ANB là cái cung màu đỏ này nè sẽ là cung chứa góc 180 độ trừ alpha. Rồi, và chúng ta đã dễ dàng chứng minh. Rồi, đó là hai chú ý. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học về cách dựng cái cung chứa góc trên đoạn AB như thế nào ha. Rồi, chẳng hạn thầy có đoạn AB. Rồi bây giờ muốn dựng cung chứa góc thì đầu tiên thầy sẽ dựng đường thẳng D là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Rồi sau khi có đường thẳng D là đường trung trực thẳng AB, thầy sẽ dựng cái góc XAB bằng alpha. Muốn chứa góc bao nhiêu thì dựng cái góc XAB bấy nhiêu. Được chưa? Rồi sau khi dựng được TAX rồi, thầy tiếp tục thầy dựng TAY. Và TAY nó có đặc điểm gì? TAY này nó vuông góc với TAX và TAY này nó sẽ cắt cái đường trung trực D này tại đại O, và mình sẽ dựng đường tròn tâm O bán kính OA. Được chưa? Vậy là mình đã có cái đường tròn tâm O bán kính OA. Vậy cái cung chứa góc alpha của mình là cung nào? Đó rất là dễ dàng, đó là cung AMB mà thầy cho tô đậm lên trên. Được chưa? Thì cung AMB chính là cung chứa góc alpha phải dựng. Nắm rõ ha, thầy nhắc lại. Thứ nhất, mình dựng đường trung trực của đoạn thẳng AB. Thứ hai, mình dựng TAX sao cho góc XAB có số đo là alpha. Rồi, thứ ba, mình dựng TAY vuông góc với AX và TAY này cắt đường thẳng D tại O, và mình lấy O làm tâm, mình dựng đường tròn tâm O bán kính OA. Thì cái cung AMB của mình là cái cung nằm trên nửa mặt phẳng bờ AB mà không có chứa TAX. Đúng nè. Nó chính là cái cung chứa góc alpha cần dựng. Rồi, đó là cách dựng một cung chứa góc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào bài tập. Chẳng hạn bây giờ thầy có bài tập nhỏ sau đây. Đó là bài tập 44 trang 86 sách giáo khoa. Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh BC cố định, gọi Y là giao điểm 3 đường phân giác trong. Tìm quỹ tích điểm Y khi A thay đổi. Quỹ tích hay nói cách khác là tập hợp các điểm Y đó, hay là đường đi của Y đó, khi mà điểm A nó thay đổi ha. Là bây giờ chúng ta vẽ cái hình trước. Tam giác ABC vuông tại A. Rồi Y là giao điểm của các đường phân giác trong. Tìm quỹ tích điểm Y. Thì chúng ta nhắc lại cái định lý hồi nãy. Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn AB cố định với một góc alpha không đổi là hai cung chứa góc alpha dựng trên đoạn dựng trên đoạn AB. Thì ở đây để vận dụng cái đó thì chúng ta dựa vào đây, thay vì hồi nãy là điểm M thì giờ chúng ta sẽ sửa là điểm Y. Được chưa? Quỹ tích các điểm Y nhìn đoạn BC cố định. Bây giờ mình phải tìm cho ra cái góc BIC này bằng bao nhiêu và cái góc BIC đó có thay đổi hay không. Hôm nào thì chúng ta sẽ ráp vào được cái định lý đó. Rồi thì việc đơn giản, bây giờ chúng ta sắp tìm ra góc BIC. Thì góc BIC nó nằm trong tam giác BIC. Vậy muốn tìm được góc BIC thì chúng ta phải tìm được tổng số đo của hai góc là IBC và ICB. Không nè. Thì theo đề bài thì trong là BI là phân giác của góc ABC. Vậy là mình sẽ có góc IBC bằng 1/2 góc ABC. Được chưa? Rồi góc ICB thì mình có CI là phân giác của góc ACB, vậy góc ICB sẽ bằng 1/2 góc ACB. Rồi, quá dễ dàng. Chúng ta xét tam giác ABC vuông tại A, chúng ta có góc IBC bằng 1/2 góc ABC, vì BI là phân giác của góc ABC. Góc ICB bằng 1/2 góc ACB, vì CI là phân giác của góc ACB. Rồi, thực hiện phép cộng hai góc này lại. Vậy nó phải là bằng 1/2 tổng của hai góc ABC và ACB không? Mà do tam giác ABC mình vuông lại A, vậy tổng của hai cái góc này sẽ bằng 90 độ, vậy là bằng 1/2 nhân với 90 độ. Thì chúng ta tính được là tổng của góc IBC và góc ICB là 45 độ. Mà nếu có như vậy rồi thì chúng ta quay về tam giác ABC, chúng ta dễ dàng tính được góc BIC. Bằng cách chúng ta lấy 180 trừ cho tổng của hai góc IBC và ICB, lắp số vào và chúng ta tính được là 135 độ. Rồi, vậy là dễ dàng áp dụng định lý rồi. Điểm Y nhìn đoạn BC cố định dưới một góc 135 độ không đổi phải không nè. Rồi chúng ta có độ hay đó, vậy theo định lý chúng ta sẽ kết luận là điểm Y di động trên hai cung chứa góc 135 độ dựng trên đoạn BC. Hay nói cách khác là quỹ tích của điểm Y là hai cung chứa góc 135 độ dựng trên đoạn BC khi điểm A thay đổi. Hôm nào rồi thực hiện cái phép dựng thì chúng ta dựng được hai cái cung màu cam như trên hình vẽ. Đó là quỹ tích của điểm Y khi điểm A thay đổi là nó sẽ chạy trên hai cái đường màu cam như trên hình vẽ ha. Dễ không nè? Quá dễ dàng. Vậy là bài cung chứa góc có một định lý vậy và chúng ta đã áp dụng một cách dễ dàng vào bài học ngày hôm nay. Hôm nay và cách giải bài toán vị tích thì chúng ta sẽ tham khảo trong sách giáo khoa trang 86. Rồi, bài học của chúng ta chỉ đơn giản là như vậy thôi. Về nhà các em xem lại bài giảng ha. Xem lại bài giảng lần nữa để nắm được định lý và biết cách vận dụng định lý vào việc chứng minh. Và sau đó chúng ta vào trang web của trường Trung học cơ sở Chu Văn An để chúng ta download cái bài học này. Tức là thầy cô sẽ tóm tắt lại thành một cái bài học mà mấy em có thể download xuống và in ra dán vào trong tập của mình. Còn nếu không có khả năng in thì chúng ta sẽ chép lại và gắn vào trong tập bài học của mình. Và sau đó chúng ta làm bài tập ha. Đây, thì bài tập thầy kỳ này thì thầy cho là 45, 46 trang 86 và 52 trang 87 trong sách giáo khoa. Rồi, đó là nội dung bài học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học sau. Và trong giai đoạn này, chúng ta nhớ thực hiện thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học sau.